Có thể bạn chưa biết, ở Việt Nam có một vị vua duy nhất được tôn xưng là Phật Hoàng. Ngài là một trong những vị vua có học vấn uyên thâm nhất trong lịch sử Việt Nam. Tên tuổi Ngài mang tầm ảnh hưởng quốc tế, được nhiều giáo sư có uy tín tại trường đại học Harvard nhất trí đặt làm tên của một viện nghiên cứu ở đây bởi tư tưởng minh triết và sự nghiệp của Trần Nhân Tông rất quý báu, không chỉ đối với dân tộc Việt Nam mà còn cả nhân loại. Đồng thời cũng là tên của một giải thưởng quốc tế hàm chứa các giá trị Việt Nam phổ quát tới toàn nhân loại, được trao tặng hàng năm dành cho những người có đóng góp xuất sắc nhất trong sự nghiệp hòa giải, yêu thương và hướng thiện. Tuy ở ngôi cao nhưng lại luôn khước từ danh vọng và quyền lực, coi ngai vàng như dép rách, từ bỏ đi tu. Vị vua đó là ai? Chính là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Phật Hoàng Trần Nhân Tông là vị vua thứ ba của triều đại nhà Trần. Theo lịch sử ghi lại, khi sinh ra, thân ngài có màu sắc hoàng kim, nước da vàng sáng rất đẹp, được gọi là Phật Kim. Khi còn tại vị ngai vàng, ngài cùng quân dân nhà Trần hai lần đánh bại mưu đồ xâm lược của đế quốc quân Nguyên Mông, kẻ thù hung hãn nhất thời đại. Một kỳ tích vô tiền, khoáng hậu, được lịch sử thế giới đánh giá là thần kỳ, độc nhất vô nhị. Với tài cai trị xuất sắc, ngài đã đặt nền móng cho một triều đại huy hoàng rực rỡ về mọi mặt. Văn hóa, giáo dục, hành chính, quân sự, ngoại giao của nhà Trần đều nhanh chóng đạt đến độ tinh hoa mà hậu thế trăm ngàn năm sau vẫn ca tụng, kính nể. Bên cạnh đó, Trần Nhân Tông còn là một trong những nhà tư tưởng lớn nhất của dân tộc, sáng lập nên thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, một thiền phái có tư tưởng nhập thế cao, mang tinh thần dân tộc sâu sắc, thể hiện trí tuệ, bản lĩnh Đại Việt và được kế thừa cho đến ngày nay. Sau đó, ngài xây chùa, cất tịnh xá, lập giảng đường giảng dạy và vân du đến các nơi, giáo hóa chúng sinh, dạy dân bài trừ các tập tục mê tín dị đoan và tu dưỡng đức hạnh theo giáo pháp thập thiện ở cương vị Thượng Hoàng và Điều Ngự Giác Hoàng. Với những đóng góp to lớn cho đạo pháp và dân tộc, ngài được người đời kính trọng, suy tôn là Phật Hoàng Trần Nhân Tông, hay còn gọi là Vua Phật Việt Nam.